Quý vị nhìn đây, đưa quả bí xanh về vừa đi vừa cắn. Ở nhà chị có thường cắn cái gì như thế này không? Hả? À, cái này là như chuột gặm cái này. Còn đội đỏ của chúng ta thì sao nhỉ? Đội đỏ của chúng tôi là không những cắn lẹm đầu mà còn bẻ đôi quả bí ra. Không hiểu mà đi thế nào mà hai người bẻ đôi được quả bí, tôi lạ thật. Bây giờ bước sang game thứ hai, chúng tôi có 3 phần để cho hai đội chơi. Vòng 1, hai người của hai đội sẽ di chuyển đến khu vực có gắn lá cờ của chương trình, tìm quả dừa có dán logo của chương trình, đưa vào đòn gánh, gánh quả dừa về sân khấu. Đội nào về nhanh nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng. Hai đội đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Vâng, chúc mừng đội đỏ đã về. Còn đội xanh của chúng ta đâu nhỉ? Đội xanh đâu? Đội đỏ đã chiến thắng 1-0. Vòng này có tên gọi là lấy bí xanh. Người chơi di chuyển đến nơi có gắn lá cờ của chương trình, mỗi người cắn một đầu của quả bí và mang về sân khấu. Người nào về sớm nhất, người đó sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ, vòng 2 của game 2 bắt đầu. Và phần chơi này là có 2 người chơi, cho nên là phải tương tác khôn khéo. Đấy, tuyệt đối không được dùng tay. Nhanh lên, tôi thấy đội xanh là đang chiếm ưu thế đấy. Nhanh lên, nhanh lên. Trước hết là tôi thấy rằng đội xanh là có ưu thế rất là đặc biệt. Quý vị nhìn đây, đưa quả bí xanh về vừa đi vừa cắn. Ở nhà chị có thường cắn cái gì như thế này không? Hả? À, cái này là như chuột gặm cái này. Còn đội đỏ của chúng ta thì sao nhỉ? Đội đỏ của chúng tôi là không những cắn lẹm đầu mà còn bẻ đôi quả bí ra. Không hiểu mà đi thế nào mà hai người bẻ đôi được quả bí, tôi lạ thật. Và tôi tuyên bố đội xanh thắng cuộc của vòng 2 game thứ 2. Và hiện nay tỷ số đang hòa 1-1. Vòng 3 của game thứ 2 có tên gọi là cưỡi chổi. Hai người chơi sẽ di chuyển đến nơi có gắn lá cờ của chương trình, lấy một cây chổi và cả hai phải ngồi ở trên cây chổi đó di chuyển về sân khấu. Đội nào về trước sẽ giành chiến thắng. Hai đội rõ chưa? Cái này quá dễ. Xem phim hoạt hình ở trên kia như phù thủy gọi bay được cơ mà. Mời quý vị khán giả hãy đếm. 3, 2, 1. Xin mời.
kép chồi vào, kép chồi vào, kép chồi vào, kép chồi vào. Đấy nha, phải có tình đoàn kết nha. Hai đội đã bắt tay nhau thắm thiết rồi. Bây giờ tôi xin công bố đội đỏ thắng game thứ hai giòn giã. Chúc mừng đội đỏ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.